library ở đây là cái địa điểm mà I translate what you said in Vietnamese. Để mọi người những cái trải nghiệm khách VIP khoảng 10 người hoặc là membership cùng một lúc để đến đây để được thưởng thức, để được học về cái whisky này, cách thưởng thức. Và ở ngoài này họ có cái shop thì mỗi một lần đến đây họ mọi người đều có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Ở đây là màn đầu thôi, dạo đầu, chốc nữa sẽ có một cái màn đặc biệt hơn. Tonight we create a little menu to give you the perfect pairing over Glenfiddich generation family. So, starting from the 15, 18, 21, you're gonna see the difference of waiting the right time to drink the right whiskey. And today is Glenfiddich. Okay. Now, over here right now, we are all drinking the same whiskey. Mm. And he's 12 years old. But what people don't know, yes. So he's the youngest one that we have all around the world. But he's the best seller and he's actually the most awarded whiskey single malt in the world, right? And why? The elegance, the balance of the Speyside character is impressing everybody around the world since they born in 1887. And what people don't know is for 20 years, this family have been making this single bottle and succeed to for the next generation to build up a better quality and a better character for people to enjoy in different occasions. Mm. We're talking about two different, same family, but two different brands. Glenfiddich is all about balance. Mm. It's about elegance because it's related about brand. So that's why tonight we have a gentleman night because Glenfiddich fits with us. Yeah. Okay. Balvenie is something that personally I recommend for people that are probably a little bit more sophisticated because they know what they like. They're not waiting for anything and is a specific character that you hate it or you love it. Mm. Okay, I have my colleagues on, brand ambassador of LGI, they love Balvenie and I personally love Glenfiddich. Mm. Two completely different skills, two different characters and two different meaning. So, the difference between like Chivas, a very genuine brand all over the world, in this case is a blend of different single malt and grain whiskey. Mm-hmm. So we are going very deeply in Scottish production style. Over here, we have single malt only. And single malt, like everybody knows, is the highest quality of whiskey produced around the world. And it's obviously about quality. Thì William Branderson là gì? Là một công ty khá là lớn với những thương hiệu rượu là tầm cỡ quốc tế. Mình có thể nói đây là Glenfiddich là một những tiên phong, là một những người làm cái tiền đề tại vì sao có single malt. Cũng giống như là những cái người mẫu, họ là nói cái tiền đề là tại vì sao có người mẫu. Glenfiddich là người đặt cái vấn đề là tại vì sao có single malt trên thế giới. Cho nên là ông này là người rất quan trọng. Sau đó là mình có Beverly như là Nico đã nói, sau 5 năm Glenfiddich ra đời thì Beverly là bên đây mọi người. Là Beverly ra đời. Thì để mà nói về hai bạn này, thứ nhất là đầu tiên là mình sẽ nói về cái đặc biệt nhất của rượu whisky. Và bạn là một trong những công ty rượu có 6 đời truyền thống. Có nghĩa là không phải công ty nào họ cũng cha truyền con nối. Nhưng mà bên đây là cha truyền con nối thì thôi ông William Grant. Ông là một trong những hậu vệ của một cái người lính hồi xưa là được trời lên Scotland để mà chiến đấu cho vị vua và được trao tặng một cái quân lực đó. Thì là đó là họ cứ làm và họ cứ hình thành ra sau này là một cái xưởng rượu rất là lớn. Chỉ với chính người con như Nicole đã nói, chính người trong gia đình từng tay đặt từng viên gạch với cái ước mơ là sẽ là tạo ra một cái sản phẩm rượu mà có thể gọi là đánh bật thị trường. Thì họ đã thành công, ngày hôm nay thật sự họ đánh bật thị trường với những sản phẩm Glenfiddich như là 26 là một trong những cái chai mà có cái giải thưởng đầu tiên trong ngành rượu, là chai có thiết kế đẹp nhất từ chai đến hộp. Sau đó mình cũng có cái Beverly 21 Red Rose là một cái chai rượu khá là đặc trưng, nữ thì nữ đó, nhìn rất là nữ nhưng mà ở trong đó là một cái hương vị cực kỳ nam tính. Và cái câu chuyện của Red Rose này là câu chuyện về chuyện tình xuất hiện tại nhà Beverly trong nguyên sử rượu Beverly luôn. Thì đó là những sản phẩm đặc biệt. Glenfiddich là người anh, là người anh cả và những thành tựu lớn. Beverly là người em trai với cái sự ấm áp, trái tim về rượu. Trái tim họ đặt hết tâm huyết vào chai rượu, đến cả thủy tinh họ cũng tự thổi. Nồi nấu họ cũng tự làm, thùng gỗ họ cũng tự xử lý luôn. Và lúa họ cũng tự trồng, mạch nha họ cũng tự làm. Họ không có dùng bất kỳ một cái gì ở ngoài đó. Nhà làm 100%, cho nên đây gọi là the most handcrafted whiskey on the world, of the world là như vậy. Tất cả mọi thứ bạn đều làm hết, thành ra là cái giá phẩm của bạn khá là thành chắc. Cái gì nghệ nhân thì nó cũng sẽ đi thôi. Thì em nói tới đây thôi, em mời mọi người vào trong để mình có thể thưởng thức Glenfiddich ngon như thế nào.
Dạ em cảm ơn anh. Rồi em là một và tất cả mọi người đây cũng cảm thấy rất là áp lực khi mà tham gia cái chương trình mà bị mọi người người ta đặt nhiều cái tâm lý vào cho chúng em. Nhưng mà cái niềm vui và cái để cho em khóc được điều đó là không phải là chỉ vì những cái áp lực đó, mà là do xung quanh em là có những cái người luôn luôn tin tưởng, những người luôn luôn support và tinh thần của em, nhất là chị. Trong những ngày đầu chị đã chia sẻ và động viên tinh thần em rất nhiều. Rồi sau đó thì từng người đã nói chuyện với em, thì cái điều đó là em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà em có những cái đồng đội luôn luôn tin tưởng và tôn trọng, quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. Em cảm thấy rất vui. Sau khi chiến thắng lần đầu tiên thì cái cảm xúc em giống như nó vỡ hoài đó, kiểu giống như à mình đã tìm thấy được những cái người mà sau bao năm mình nghĩ là trong cái xã hội này ai cũng có thể là hai mặt với mình cả, và mình khó có thể mình mở lòng ra được thứ ba và tin tưởng lại. Thì điều này đã khiến cho em tin tưởng thêm một lần nữa. Và trải qua nhiều tập vào những hoạt động ở ngoại khóa của chị đề ra thì em thấy được cái tinh thần của từng đồng đội, mỗi người đều có những cái đặc điểm riêng, tính cách và nội tâm riêng của họ. Và hơn hết nữa là em cảm thấy mình là một con người được cởi mở hơn, tiếp xúc được nhiều hơn, học được nhiều hơn, và em trưởng thành hơn rất nhiều, không những ở trong chương trình Initiative mà là qua những chương trình huấn luyện của chị. Chắc là trước tiên em sẽ nói về bản thân mình đi nhỉ. Thì nói chung là em bắt đầu nghề cũng được một thời gian, nhưng mà lúc đó thì tới đợt thời điểm mà trước khi em tham gia chương trình mà em gặp anh Ray với lại chị Hà Anh đó, là em chưa có xác định được là cái định hướng của bản thân mình, và cũng như là cái việc mà được mọi người công nhận với em nó là một cái gì đó rất là xa xỉ nha. Nên kiểu em như anh, cái lợi thế của em đó là em trẻ hơn, nó cũng là cái bất lợi là em thiếu trải nghiệm, nhưng mà em hơn được mọi người là em có một cái quyết tâm và cái tầm nhìn nó ở cái thời điểm em nó thoáng hơn mọi người. Như anh Nguyên nói, em sẽ nhìn mọi thứ nó tích cực. Thì khi mà tham gia chương trình em gặp chị, giống như là như anh Ray hay nói với em là em may mắn, thì em công nhận thật sự đây là một cái năm may mắn đó với em. Trước khi tham gia chương trình em trải qua một số cái vấn đề nó cũng có suy sụp với em, sau đó thì em tự giật bản thân mình vậy không, mình phải bước ra khỏi cái đó. Và cái điều suy sụp đó em, nếu như được em có thể chia sẻ mọi người đó. Nói chung là thôi đừng bắt em chia sẻ suy sụp kia nó. Cũng nhiều vấn đề sau đó thì khi mà tham gia gặp chị thì ban đầu là thật sự là rất là may mắn, là em không nghĩ là chị sẽ chọn em, và em cũng không nghĩ rằng là những cái điều mà chị mang đến cho em nó lại quá nhiều như vậy đó với cái thời điểm và cái lứa tuổi của em hiện tại. Em được học rất nhiều, học về những cái đam mê của bản thân về thời trang, và học về những cái gọi là kiến thức về như là rượu này, về cách hành xử này, về những cái bữa tiệc thì mình phải đến như thế nào. Nó không chỉ là trong cái môi trường của business, mà nó sẽ giúp rất là nhiều em khi mà, cho em khi mà em đến những cái event trong giới showbiz nữa. Cái giọng nó lại rồi. Không, là cái giọng chia sẻ ra vậy thôi. Thì hơn hết là đối với em đó là một cái điều rất biết ơn và rất là may mắn. Thì một điều nữa là thông qua chương trình và thông qua những cái series mà chị làm cho tụi em á, thì chị đã mang em đến khán giả. Thật sự khi mà một cái điều rất là kiểu mà bây giờ em rất là xúc động, đó là em được những khán giả ở ngoài họ nhìn thấy được và họ công nhận được cái khả năng của mình, mà trước đó chỉ có những người thân, những người anh em bạn bè trong nghề xung quanh em công nhận thôi, nhưng em chả được ai công nhận. Và hơn hết là chị là người công nhận em đầu tiên khi mà chị giơ bảng, và em đã không làm phụ lòng điều đó, là em đã chứng minh rằng là mọi người hay nói là em là người nhỏ nhất yếu nhất thì đáng lẽ em nên bị loại sớm, nhưng mà sau qua từng em đã chứng minh, cũng như là mọi người có một cái định hướng trong chương trình khác nhau á, thì em đã cho mọi người thấy là
tại sao em có thể đi tới chặng đường và em đã mang lại điều gì cho team hả? Đúng rồi, quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Một cái điều mà hồi nãy lần nó nói ở đây mà khi em cũng quên là mang tụi em ra khán giả. Dạ. Tại vì em thấy á, không phải là chỉ tụi em là người làm nghệ thuật thôi. Nghệ thuật thì đương nhiên là một cái người lúc nào cũng mang những cái điều tốt đẹp cho khán giả cả. Nhưng mà chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng có những góc khuất, những có nỗi buồn, cũng có cảm xúc như con người. Nhưng mà chúng tôi bộc bạch được ai? Bộc bạch được những người thân thôi. Đối với khán giả, người ta chỉ nghe, người ta không có, ít có nhiều người nào mà có nhu cầu để nghe thêm giải thích. Mình giải thích người này, người kia không thèm nghe, người kia lại đem điều đó tiêu cực hay người đó tích cực, đó là chuyện của họ thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái chương trình này và cũng nhờ chị đã mang cho em ra khán giả và mọi người hiểu hơn. Chứ thực sự tụi em cũng không có được có khả năng nhiều, cũng không có nhiều thời gian để đi chia sẻ những cái tâm tư và những cái góc khuất của tụi em, lý giải những cái này. Thì qua những cái này, mặc dù á, em thấy là trong 6 thành viên không có ai mà đem những câu chuyện cá nhân, mọi người có thể xem những status của tụi em, không có lúc nào cũng chia sẻ những lý do tại sao tôi là vậy kia. Nhưng mà qua những cái hành động, qua những sự gắn kết với nhau và qua những cái moment thì mọi người hiểu hơn từng mọi người, không phải là nhìn cái điều tiêu cực hay cắt ghép của mọi người đã từng thấy. Như là em bổ sung một điều là cái này là cái mà em tụi em rất là thích nha, là tức là mọi người trong chương trình và cũng như là đa số mọi người hay nói là team tụi em nhìn không thân thiết bằng những team khác tại vì họ show ra bên ngoài. Mà cái chị làm ở đây đó là những cái thầm lặng, những cái phía sau. Và cái đó là cái em nhìn thấy được từ rất là lâu rồi, là thực ra những cái bề nổi đó không phải là những cái tốt nhất, mà thực ra là đôi khi những người thầm lặng, những người làm cho mình những cái điều phía sau á, nó lớn hơn rất rất nhiều những cái mà người khác làm show ra trước. Em đã từng trải nghiệm cái cảm giác mà trước mặt mình họ làm cho mình rất là nhiều, nhưng phía sau họ gạt qua một bên. Và em cũng đã gặp những người mà họ đứng đằng sau thầm lặng họ giúp đỡ mình thôi, và sau đó khi đó em mới biết được là em trân trọng những người mà họ im lặng họ làm cho em nhiều, không cần quá sùm lên, nhưng mà cái mà họ mang lại ở phía sau nó là cái nền tảng chắc nhất, và nó là cái cũng như là một cái cơ hội rất là lớn cho mình sau này. Nên là em luôn kiểu hướng về những cái mà thực ra là những người họ làm với em trước mặt đó, em sẽ coi là họ giúp mình ở đó, nhưng mà ở phía sau họ có giúp mình hay không, hay thực sự là họ chỉ muốn giống như họ kiểu là mối quan hệ cộng sinh đây đó, là chỉ phía trước thôi. Đây là một cái tính quan sát. Thì thật sự cái team này rất là bảo vệ nhau chị, không phải là như mọi người nói đâu. Thế đúng rồi, giám khảo thật ra là tại vì chị không có theo dõi chương trình, chị coi cái gì hả anh post chị coi thôi. Thì đúng thật là nếu mà không tiếp xúc với mấy bạn á, không thể nào hiểu được. Dạ. Không hiểu được luôn. Dạ. Tại vì nhìn những cái hình ảnh, những cái nó không đủ. Vâng. Không đủ để mà nó thể hiện là con người với bạn như thế nào. Thực ra cũng có thể nếu như mà người làm người ta muốn khai thác cái yếu tố đó, mà chương trình thì nó hơi khai thác hơn về những cái drama, về những cái bề nổi, thì nên là các bạn ấy chưa được nói những cái câu chuyện, nên bọn em là dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Training gì không cần biết, nhưng mà rất nhiều thời gian để nói chuyện, từ chỗ uống cà phê đến cửa hàng ăn vặt đến cửa mọi dining các thứ, thì dành nhiều cái thời gian để như em là I spend a lot of time getting to know them as a person, và rất là điều rất là quan trọng, it's very important for me to unlock in their mind what is their fears, what are their weaknesses, what are their strengths, what they're most proud about, what do they want to do, you know. Yes. I ask them about their family, the mother, their father, their upbringings, yes, the experience, to know what they are ashamed of, what they try to avoid, because to be able to be someone, to be an iconic person, you need to know yourself, you need to accept what has been dealt for you as a successful person also. Sure. And work from there. So for them as young guys, I think it's a very important path for them to go through. Perfect. Please. Thank you. Yeah. Cheers to Glenfiddich 15, Solera sister. Hope you enjoy. Glenfiddich, thank you. Cheers. 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 Giờ là em cảm ơn.
ơn vì mọi người đã có mặt ở đây. Cảm ơn vì cho em có cơ hội được ngồi ở đây. Em cảm ơn bản thân em vì em dám bước ra ánh sáng sau 2 năm. Đúng nghĩa 2 năm bỏ trốn luôn. Mà em phải giải thích cho mọi người thì anh Nam và chị Nam không biết là em bỏ trốn cái gì, ánh sáng cái gì. Em sợ 2 năm người ta cũng trốn mà. Khi mà em phát hiện cái biểu tư là em bắt đầu em ban đầu em chỉ nghĩ là nó nhẹ, ban đầu nghĩ là nó rất là nhẹ, em cho bản thân em hy vọng rất là nhiều, là em nói mọi người là em chỉ cần một tháng thôi em sẽ quay trở lại công việc của mình, quay trở lại tất cả mọi thứ, nhưng mà nó kéo dài tới bây giờ là khoảng 2 năm em vẫn chưa thể nào quay trở lại với cái việc mình đam mê. Thì sau khoảng thời gian dịch em quyết định là em không trốn nữa, em cố gắng làm tất cả những gì có thể em tới với chương trình. Em hình dung trong đầu là em chia sẻ tâm linh. Em gửi thông điệp lên vũ trụ là chị Hà Anh, chị Hà Anh, chị Hà Anh. Là bước vào chương trình em luôn nhìn mọi chị. Em không quan tâm mọi xung quanh, em cứ nhìn mọi chị, nhìn mắt chị. Chị không nhìn em, nhưng mà em cứ nhìn. Em truyền năng lượng. Nó thông minh chị đó. Thông minh quá. Em dùng cái năng lượng tâm linh thật sự. Em tới chương trình bởi vì em tìm kiếm cái sự kết nối. Em muốn kết nối với những bạn. Em muốn kết nối với nhiều bạn khán giả, với những người đã và đang trốn tránh giống như em. Bởi vì khi mà chúng ta có một vấn đề nào về tâm lý mà chúng ta không nói ra thì nó sẽ tạo thành một cái ô nhọt của tâm hồn. Và cái đó mới là cái giết chết mình chứ không phải là bệnh tật. Và em muốn kết nối những bạn nó lại để các bạn nó cảm thấy là có một cái gì đó nó tươi mới, nó sáng, một cái gì đó nó hy vọng vào. Chưa cần biết là ngày mai nó sẽ đi ra sao, nhưng mà ok là tôi tin vào một cái gì đó tốt đẹp hơn. Và em muốn làm điều đó, em muốn là bản thân mình trước tiên là phải làm được, để cho những bạn giống mình ở ngoài kia cũng sẽ làm được. Và cái đó là cái điều em muốn mang tới chương trình. Và em rất may mắn là em gặp được chị, em gặp được mọi người, em gặp được rất nhiều người yêu thương tụi em, làm cho tụi em có thêm động lực, cho tụi em có thêm niềm tin. Ban đầu em không tin đâu, em làm nhưng mà em không tin, em chưa dám tin, bởi vì em không biết được là cái năng lực của mình tới đâu. Em mơ hồ lắm, nhưng mà chị nói là em phải làm. Em cứ nói đi, em đừng có ngại người ta chửi mình, người ta nói này nói nọ, em mặc kệ đi. Bởi vì ở ngoài kia có những bạn muốn nghe cái điều đó, có những bạn cần điều đó. Nếu như em không nói, em sẽ không bao giờ kết nối được với họ. Và em quyết định em nói. Em luôn nói bản thân là nếu như cái việc nói ra câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người là một điều xấu, mọi người nghĩ là một điều xấu, thì em sẵn sàng làm một kẻ tồi tệ chỉ để kết nối họ lại với nhau. Và đó là cái điều mà em thấy vui bởi vì cái hành trình của em. Mặc dù em có thể dừng lại sớm một chút đi, nhưng mà ít ra quá lâu rồi gì nữa. Nhưng mà ít ra là có rất nhiều bạn đã tìm được tới em, và em cảm giác là em đã kết nối được rất nhiều, mang một cái giá trị gì đó nó tươi sáng, và em thấy là em hạnh phúc. Và em cũng đã đi coi bói. Cái người coi bói đó nói là có một người phụ nữ làm cho mảng thời trang sẽ mở ra trên một con đường khác tươi mới hơn. Thầy bói là hay. Thầy bói là hay. Bói luôn. Những lúc là chăn trở hay kiếm sơ. Sợ là đi thắp nhang. Em là người đồng bào Cơ Ho, người Tây Nguyên. Và em thì em xuống Sài Gòn cũng được 10 năm. Và em học tốt nghiệp bác sĩ đa khoa học y dược. Sau đó em đi chuyên ngành bác sĩ thẩm mỹ. Và thật sự thì cũng rất là may mắn khi mà biết chương trình. Và đặc biệt là
biết chị Hà Anh thì em mới bắt đầu là em tham gia chương trình này. Thứ nhất là mọi người cứ nghĩ là bác sĩ học y thì trí tuệ mọi thứ đều phải rất là kinh thông mà. Kinh thông, cái gì cũng biết hay biết sâu và rộng ạ. Nhưng mà em nghĩ là thật sự thì có thể là trong cái khuôn khổ của cái y khoa này kia thì mình biết nhiều, biết rộng. Nhưng mà về mối quan hệ xã hội, về giao tiếp, về mọi thứ thì còn rất là kém. Và em nghĩ là với cái tư duy tri thức của chị Hà Anh, em nghĩ là sẽ giúp em có thể là rút ngắn được cái thời gian đó. Thì bây giờ là mình có chập chững cái độ tuổi trưởng thành rồi. Và đó là mục đích chính em thi của cuộc thi. Và em nghĩ là bây giờ mình đã đạt được những cái điều đó. Và em nghĩ là trong chặng đường tương lai sắp tới thì còn nhiều cái anh chị cũng như đồng đội sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các anh chị như thế này. Vâng anh chị nhỉ. Nhanh gọn, ngắn gọn. Qua mỗi một tập, qua mỗi một lần mà chị dắt bọn em để đi đến những cái hành trình của The Mac King of Gentlemen á, làm với mỗi một khách mời, với mỗi một cái trải nghiệm là bọn em sẽ nhận ra được rất là nhiều thứ. Và cho đến giờ này, cái em sẽ nói về cái mới nhất của mình. À, trước giờ với em thì cái việc mà mình kiếm tiền đủ để sống nó rất là dễ. Và chỉ là kiếm thật nhiều tiền để trở thành một đại gia hay gì đó thì có thể nó sẽ khó hơn. Nhưng mà còn việc mình kiếm tiền đủ để mà cho cái cuộc sống của mình bình thường nó dễ đối với em. Nhưng mà mọi chuyện với em bây giờ nó không phải là để kiếm tiền nữa. Mà là sau khi mà chị được đi với chị, đồng hành với chị, cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều thứ ngoài việc kiếm tiền. Đầu tiên đó là mình làm cho cuộc sống của mình nó phong phú, màu sắc hơn. Và làm cho cuộc sống của mọi người xung quanh mình nó cũng màu sắc hơn. Và em thì là một người hay thích lắng nghe và quan sát. Và em muốn mọi người, những người xung quanh hãy trân trọng những cái điều đó từ một con người như vậy. Khi mà chúng ta sẽ rất là may mắn nếu mà chúng ta có một người bạn hoặc là một cái người thân mà biết chia sẻ, biết lắng nghe chúng ta. Và khi mà mình có được những người như vậy, mình sẽ thấy cuộc sống của mình nó có một cái gì đó rất là an toàn. Khi mà mình thất bại hay là khi mà mình buồn, mình tìm tới những cái người đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và đối với em là một cái người quý ông sẽ phải có cái sự thành công trong cuộc sống. Ôi sao lên nha. Không phải những do đó. Tại đầu tiên là mình phải có cái sự thành công trong cuộc sống. Từ đó mình mới tạo được cái niềm tin cho tất cả mọi người xung quanh là cái cách mà mình đang sống nó đúng. Từ đó mọi người sẽ có cái niềm tin ở mình. Và em bây giờ thì thật ra là cũng chưa có gì nhiều trong tay, nhưng mà như chị Hà Anh đã nói với em rằng là mình có những cái potential sẵn rồi. Nếu như mà mình phí hoài nó thì cái đó là một chuyện rất là không nên. Mình nên dùng nó để tạo dựng một cái cuộc sống, một cái sự nghiệp cho chính bản thân mình. Và biết đâu được khi mà mình thành công, nó sẽ là một cái câu chuyện để truyền cảm hứng cho rất là nhiều người khác và họ cũng noi theo. Thì rõ ràng là những cái điều đó nó sẽ thúc đẩy nên một cái vòng lặp, một cái hệ sinh thái rất là tốt. Mình không dám nói là nó sẽ là một cái sự đóng góp quá lớn cho đất nước, cho xã hội, nhưng mà nó sẽ là một cái điều rất là tốt cho một cái tập thể nào đó. Ví dụ như bọn em 6 đứa ở đây với 6 cái cá tính rất là khác nhau, nhưng mà em lại cảm thấy là chính vì cái sự khác nhau đó nó mới lại kết nối lại với nhau. Và khi mà bất kỳ một ai trong bọn em thành công ở một cái lĩnh vực nào đó sẽ là một cái cú đẩy cho tất cả những đứa còn lại có thể đi theo. Thì với em thì đến giờ phút này thì đó là những cái điều mà mới nhất và những cái điều mà lớn nhất mà em nhận được, nên là em muốn chia sẻ cái điều này thôi, chứ còn sẽ còn rất là nhiều thứ khác nữa.